Của Team Fast, dù sao họ vẫn là một đội hình sở hữu những con bài late game, mặc dù thế là khó nhưng vừa rồi nó đã đem đến. Nào chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn nhìn đầu kia đi. 1 2 3. Nhìn sang trái. Dòng người vội vàng. Đó là con rồng, đó là con rồng được cướp đi bởi Red. Bắn lên với vị trí của Vân cùng với bất tử ma thuật. Cỏ vẫn đang là vô cùng xung quanh ở thời điểm này nhưng không đuổi được những tên phía Team Fast và họ đánh nhìn Team Fast lùi về. Tuy nhiên thì họ sẽ lấy lại thế đẩy lính, lấy lại thế bản đồ và lấy lại thế kiểm soát. Trong một tâm lý chỉ còn một chút hy vọng mỏng moi nhỏ nhoi dành cho bên phía của Team Fast thôi thì Red cũng đã cướp mất nó.